cắt tường nha, bên phải có thông báo nhà em. Không, chị không biết nữa, không biết có im ru nữa, có lúc báo lúc không nữa. Rồi chị nào đang xem live chấm bài lên giùm em nha mấy chị. Hôm nay em like mẫu 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 mới áo trơn, bữa giờ mấy chị hỏi áo trơn, hôm nay có áo trơn về nha. Cá nhân like là em re luôn hả? Chị không biết nữa các tường ơi, Facebook bữa giờ nó giật vậy đó, hình như do nó ảnh hưởng đủ thứ hết, virus rồi do đường truyền mạng cái gì đó nữa, đủ thứ hết luôn á. Like người ta đặt thì lại không thấy luôn, không thấy comment luôn. Rồi chị nào mình đang xem live tương tác lên giùm em, chấm bài comment lên nha mấy chị, cho em xin lượt chia sẻ nha mọi người ơi. Nên áo bà ba màu trơn ha, nó về cũng nhiều màu nhưng mà cũng không có đủ size đâu mọi người, hàng không có đủ size luôn. Thêm đi chứ, mới có một khúc vỡ cái thác ra chép đi chứ. Giờ tới 10 giờ rưỡi, cứ chép tới 10 giờ rưỡi là mẹ cho nghỉ. Rồi mấy chị đẹp của mình xem live tương tác lên giùm em đi mấy chị ơi. Này có màu hồng nè các tường. Này có màu hồng nữa nè, đẹp luôn. Rồi chờ một xíu vào đông đông rồi em like nha mấy chị đẹp. Để em coi thử có ẩn comment không. Bên nhóm chợ nữa nha. Lâu mà nãy giờ chờ hả mấy chị ơi, tương tác lên giùm em đi mọi người. Vẫn ít người xem lắm các tường ơi, vẫn ít người thấy lắm, nó không như trước. Trước chị like lúc nào cũng 30-40 người xem đó, nó dạo này like không bao giờ mà thấy quá được 10 người xem trên cái trang fanpage hết trơn, mà nó ẩn comment nữa. Hiện nha, hello chị. Rồi mẫu em lên là 75 ngàn một áo nha mấy chị đẹp ơi, một bộ là 135 thôi. Còn chị nào mà lấy quần lẻ là 65 ngàn một quần nha. Rồi mấy chị xem like mình chấm bài tương tác lên giùm em, màu màu này là màu vàng thôi mọi người. Chị nào thích màu này chốt cho em là mã vàng, vàng đang về được có cả tự nhiên có cả số 1 thôi, 40-50 kg vừa. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em là vàng thôi, vàng em có size số 1 cho chị nào 40-50 kg. Rồi chốt giùm em vàng nha mấy chị đẹp, mẫu này là mẫu áo và ba trơn nha, là ba trơn áo lẻ nha mấy chị. Rồi lên giúp em mã vàng, vàng này em còn size số 1 nha, chốt cho em vàng size 1 40-50 kg vừa. Em chào chị Vi Trích Ngân nha, em chào chị Phường Xã. Rồi chị đẹp nào mình thích này lên giúp em vàng nha mấy chị đẹp, vàng kèm size giùm em nha. Vàng em chỉ có size số 1, chốt cho em vàng size 1 nha mấy chị, vàng size 1, vàng size 1 40-50 kg. Xem like tương tác lên nhìn em nha mọi người ơi. Rồi em lên màu này là màu xanh ngọc.
thích màu này lên giúp em mã xanh ngọc. Mọi người ơi, chia sẻ like giùm em đi mấy chị đẹp ơi. Đã chia sẻ, cảm ơn em rất thường nha. Rồi lên cho em xanh ngọc, em có size 1, 2, 3 mã xanh ngọc nha mọi người. Hôm qua chị nào em like áo hoa thiêu, hỏi áo màu trơn quá chừng luôn. Hôm nay lên về áo màu trơn cho mấy chị nè. Rồi chị đẹp nào mình thích màu này lên giúp em là xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 40kg tới 60kg nha. Rồi lên cho em mã xanh ngọc size 1, 2, 3 cho mấy chị đẹp ơi. Xanh ngọc kèm size 1, 2, 3 giùm em nha. Đẹp lắm luôn mọi người. Rồi chị nào thích màu này chốt em là xanh ngọc size 1, size 2, size 3, 40 chốt xanh ngọc size 1, 2, 3 giùm em mấy chị ơi. Trời, có bầu rồi sao mặc đồ bà ba được mà đẹp với xấu chị. Bầu rồi là mặc cái gì cũng xấu hết á. Rồi chị nào thích màu này chốt cho em là mã xanh ngọc ha. Em còn size 1, 2, 3. Mẫu áo trơn 75 ngàn một áo nha. Rồi chị đẹp nào mình thích màu này lên giúp em là xanh ngọc size 1, size 2, size 3 giùm em. Bầu rồi là mặc cái gì cũng xấu hết chị ơi. Bầu là giai đoạn xấu nhất nha. Rồi chốt cho em xanh ngọc size 1, size 2, size 3 giùm em nha. Em qua màu. Xanh ngọc kèm size 1, 2, 3 giúp em. Rồi em lên màu này là màu hồng nha mấy chị. Hồng này không biết là hồng gì. Hồng này chỉ có size 1 với size 2 thôi. Các chị lên giúp em là màu này là màu hồng. Màu hồng gì đó không biết luôn. Đơn chị em đi hôm qua rồi đó chị Ngân ơi. Đơn chị nào mà em gọi điện là đã đi đơn rồi á. Rồi hồng nè, em có size 1, size 2 cái hồng này nha. Có nhiều tông màu hồng lắm mọi người ơi. Ở đây em nhìn thấy là tới 5 cái tông màu hồng lận. Chứ không biết kêu là hồng gì luôn. Cái này mấy chị chốt mã hồng giùm em đi hơn. Rồi hồng em có size 1 và size 2. Lên màu trầm trầm rồi chờ em xíu nha. Rồi hồng này em có size 1, size 2. Chị nào thích hồng thì chốt cho em là hồng kèm size 1, 2 giùm em nha. 1, 40, 50kg, size 2 là 50-55kg thì chiều cao nha mấy chị. Mẫu em đang lên là 75 ngàn một áo, một bộ 135. Chị định lựa thêm sao hôm qua chị không nói, hôm qua em chốt đơn em đi đơn cho mình rồi á. Lựa thêm, dụ như ngày hôm qua chị nói em là em ơi giữ đơn chị lựa thêm thì em giữ đơn, còn em gọi điện chốt đơn mà ok là em đi hàng rồi à. Em đâu có giữ đơn đâu, trừ khi nào mấy chị yêu cầu em mới giữ hơn. Rồi chị đẹp nào mình thích màu này lên giúp em là hồng kèm size 1 với 2. Hồng size 1, size 2 giùm em nha. Rồi lên cho em mã hồng kèm size 1, 2. Chị lựa thêm, hôm qua chị cũng nói em giữ đơn lại. Giờ đơn hôm qua em đi mất tiêu rồi. Giữ đơn nói em là em giữ đơn cho mình rồi. Rồi lên cho em màu này là màu xanh dương đậm nha. Xanh dương đậm này em có size 2 và size 3 thôi nha mọi người. Chốt mã xanh dương đậm size 2, size 3 giùm em nha. Đây màu xanh dương đậm. Chốt mã xanh dương đậm size 2 với size 3 cho em. Xanh dương đậm em có size 2 và size 3. Rồi chị nào thích màu này lên mã xanh dương đậm giùm em. Xanh dương đậm nha mấy chị đẹp. Đây nè chị, mấy màu trầm trầm là màu này. Rồi chốt xanh dương đậm cho em còn size 2 với size 3. Rồi chế đẹp nào thích màu này lên mã xanh dương đậm size 2, size 3 giùm em nha. Size 2 50-55kg, size 3 55-60kg. Rồi chốt cho em mã xanh dương đậm size 2, size 3 nè mọi người ơi. Xanh dương đậm giùm em nha. Ngộ lắm ha, mới là like áo hoa thiêu thì các chị hỏi áo trơn, mà like áo trơn thì các chị lại hỏi áo hoa thiêu. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em là xanh dương đậm, em còn size 2 với size 3. Màu thì cái tông của nó tầm chừng mười mấy màu á, các chị lựa đi mọi người ơi, không có nhiều mà.
màu cho mấy chị lựa đâu. Thì trong hệ thống màu của mình thì các chị biết rồi, xanh đỏ tím vàng đen vàng trắng ha, nhiều đó màu thôi. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em, màu xanh dương đậm em còn size 2 và size 3. Chị nào không biết mặc size nào thì cho em xin chiều cao cân nặng em báo size cho nha. Chốt cho em mã xanh dương đậm size 2 size 3. Xanh dương đậm em còn size 2 và size 3 nha mấy chị đẹp. Rồi lên mã xanh dương đậm size 2 size 3 giùm em. Em chào chị Trâm Anh, Huỳnh Thị, mình nhận đồ rồi, đẹp lắm bạn, mình ưng lắm. Em cảm ơn chị nha, cảm ơn chị đẹp nhiều. Rồi lên xanh dương đậm giùm em ha mọi người. Rồi màu đen, em lên mã đen trơn cho các chị nha. Em cảm ơn nha, cảm ơn chị Trâm Anh. Em chào chị Lê Mỹ Trinh. Giờ mẫu em đang lên là 75.000 một áo, 130.000 một bộ nha chị Mỹ Trinh ơi. 75.000 một áo, 135.000 một bộ nha. Rồi đen này, chị nào thích đen chốt cho em đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 từ 40kg tới 70kg mã đen. Chốt đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho em hả? Rồi chị đẹp nào mình thích mã đen này lên giúp em là đen. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Màu em đang lên là màu đen thôi mọi người nhé. Rồi chốt đen giúp em kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen. Lên nguyên hình nguyên bộ đen luôn nha mấy chị. Rồi chốt cho em đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5. 75.000 một áo, 135.000 một bộ nha chị Lê Mỹ Trinh ơi. Rồi chị nào thích đen lên giúp em đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 từ 40kg tới 70kg. Chị nào không biết size thì cho em xin chiều cao cân nặng nha mọi người. Cho em xin chiều cao cân nặng em báo size cho nha. Rồi đen đây ho, chị nào thích đen chốt đen giùm em. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 đen này em có đủ size. Đen này là có đủ size. Chị nào comment em không thấy mấy chị comment lại giùm em nha. Tại vì Facebook dạo này like nó hay ẩn comment lắm luôn. Xanh dương đậm số 2 em chốt cho chị Bi Trích Ngân. Ok chị. Xanh dương đậm 2 em chốt cho chị Bi Trích Ngân. Em ghi là chị Ngân nha. Rồi chào chị Ngọc Mai, có mẫu áo trơn này chị Ngọc Mai ơi. Em lên màu này là màu tím cẩm nha. Tím cẩm này em có size 1, 2, 3. Rồi tím cẩm này em có size 1, 2, 3 từ 40kg cho tới 60kg mã tím cẩm. Tím cẩm size 1, 2, 3 tên với mọi người nha. Nó nâu nâu tím tím vậy á. Nó cái màu nó như vậy nè, em kêu là tím cẩm. Mà nhiều khi về mấy chị kêu mà, rồi chị mặc số 2 nha chị Ngân nha. Em kêu là tím cẩm nhưng mà nhiều người thì kêu là màu nâu đó. Tùy mình gọi nha các chị, chứ không phải là em kêu tím cẩm mà về mấy chị kêu cái này là màu nâu, gửi không đúng màu là không đúng nha. Tùy mỗi người kêu nữa. Em kêu màu này là màu tím cẩm nha mấy chị. Rồi lên giúp em mã tím cẩm size 1, 2, 3. Màu nâu nó khác nữa. Đó, cứ lên màu như thế này. Rồi chị nào thích màu này chốt cho em là tím cẩm size 1, 2, 3 mấy chị đẹp. 40kg cho tới 60kg. Em chào chị Liên Nguyễn nha. Rồi chị đẹp nào mình thích màu này lên giúp em. Mẫu này bình thường em bán là 70.000, hôm nay là nó lên giá 75.000 một áo nha mấy chị. Cái này em có thông báo giá của mình rồi đó. Áo lên giá 5.000 một áo, quần cũng vậy ha. Rồi, chị nào thích màu này lên giúp em là tím cẩm kèm size 1, 2, 3. Tím cẩm kèm size 1, 2, 3 giùm em nha. Quá đẹp luôn mọi người. Đó, chị đẹp nào mình hỏi em áo trơn. Chốt cho em tím cẩm size 1, size 2, size 3 cho mấy chị đẹp ơi. Màu tím cẩm. Tím cẩm 2, 3, 4. Cái này em có 1, 2, 3 hả? Em chốt chị size 2 với size 3 nha chị Liên nha. Rồi, em chốt cho chị size 2, size 3. Rồi em còn 1, 2, 3, chị nào thích màu này lên giúp em là tím cẩm kèm size 1, 2, 3 giúp em mã tím cẩm. Tím cẩm size 1, size 2, size 3 cho mấy chị đẹp gái ơi.
lý chẩn size 1, 2, 3. Rồi em lên tiếp, màu này là màu màu xanh bít giùm em nha mọi người. Em có size 1, 2, 3 luôn, chốt cho em mã xanh bít. Em thì là đợt này hàng không có số lượng để mà lấy về luôn, nó lẻ vậy không à, không có hàng để mà bán luôn. Em like thì ít người xem lắm, nhưng mà xong rồi á, khách hàng đặt qua tin nhắn rất là nhiều. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh bích, hay là nó gần như là màu xanh cổ bịch đó mọi người. Chốt xanh bích giùm em size 1, 2, 3 luôn nha. Lên cho em mã xanh bích size 1, size 2, size 3. Xanh bích giùm em nha mấy chị. Mẫu đang lên 75.000 một áo, 135.000 một bộ nha. Em chào chị Kim Xinh Ly. 75.000 một áo, 135.000 một bộ nha chị Kim Xinh Ly ơi. Dạ có trắng trơn luôn rồi đó chị Thu Huỳnh, nãy nói em gọi cho chị mà tới giờ like em quên mất luôn. Cho chị xem lại màu xanh đậm chị đặt rồi, ok chờ em xíu nha, lên cái này lên lại xanh đậm cho. Rồi cái này các chị lên giúp em là mã xanh bích nha mọi người. Xanh bích kèm size 1, 2, 3 giùm em nha. Mã xanh bích kèm size 1, 2, 3. Lên giúp em xanh bích size 1, size 2, size 3 nha mấy chị đẹp. Xanh bích size 1, 2, 3 giùm em. Có màu trắng rồi nha chị Kim Thu Huỳnh ơi, rồi hết này em lên màu trắng cho mình nha. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em là xanh bích size 1, size 2, size 3, mã xanh bích. Rồi em lên xanh dương đậm lại nè. Xanh bích kèm size 1, 2, 3 giùm em. Xanh dương đậm đây ha. Xanh dương đậm em còn size 2 và size 3 nha. Chị nào vừa có thầy chốt cho em xanh dương đậm 2, 3. Đây xanh dương đậm hồi nãy chị chốt đây nè chị Ngân nè. Rồi màu này màu xanh dương đậm ha. Xanh dương đậm đó, chị đẹp nào thích cái này chốt cho em xanh dương đậm size 2, size 3, mã xanh dương đậm. Rồi xanh dương đậm size 2, size 3 giùm em nha mọi người. Lên mã xanh dương đậm kèm size size 2, size 3. Đây nha chị Ngân nha. Có thay đổi gì thì mình nói em nha. Rồi xanh dương đậm size 2, size 3 giùm em. Em lên màu trắng cho mấy chị nè. Rồi em lên màu trắng đây nha chị Kim Thu Huỳnh, nhấp chốt một chốt giùm em. Trắng em có đủ size 1, 2, 3, 4, 5. Đây màu trắng trơn nha các chị. Cho chị một bộ trắng trơn số 3. Chị Kim Thu Huỳnh ơi, cái này là áo lẻ. Chị lấy quần trắng á, thì em lấy quần trắng cho chị. Nhưng mà nói trước là áo trắng với quần trắng, cái tông màu nó không cướp cùng một màu. Tại cái này áo lẻ nó không may cùng một cây vải. Nó không may cùng một cây vải nha chị. Cho nên là về áo với cái quần trắng nó không có trùng màu nha. Cái quần màu trắng nó trắng hơn cái áo một xíu. Cái này em nói trước là này là áo lẻ chứ không phải nguyên bộ, cho nên là cái áo với cái quần nó không trùng màu nha các chị. Áo đen với quần đen thì nó trùng màu, chứ áo trắng với quần trắng nó không có trùng màu, tại hai cái cây vải trắng nó khác nhau đó. Chị Kim Thu Huỳnh có ok thì em lấy nha. Nó bị chói rồi chị. Rồi xanh dương đậm 2, 3 em chốt cho chị Liên Nguyễn. Xanh dương đậm 2, 3 em chốt chị Liên Nguyễn. Chị Liên Nguyễn. Rồi ok chị Ngân nha, em xả nó đó ra cho chị chọn màu khác nha. Màu đó là nó tối rồi đó, không còn màu nào tối hơn nữa rồi đó. Em chào chị Xuân Đỗ. 75.000 một áo nha chị, 130.000 một bộ. Rồi chị Kim Thu Huỳnh nè, cái quần nó lên nó không có cùng màu nha chị. Cái quần nó trắng hơn á, chị có ok thì em lấy, chứ mà một bộ nó không có một bộ trùng màu. Tại cái này áo lẻ muốn dùng trắng nha, cái quần trắng nó trắng hơn cái áo một xíu. Chị có ok thì ok giùm em mới chốt nha. Nó để về mất công với chị kêu, ủa sao bộ mà thấy nó không có giống nhau. Đây nha, quần trắng nó trắng hơn cái áo em
kim thu hình có ok không thì em lấy cho chị nguyên bộ như thế này. Quần trắng nó trắng hơn cái áo em đang treo nha. Tại này em lên áo lẻ chứ không phải là nó may nguyên một bộ. Rồi trắng ba em chốt cho chị Lưu Nguyễn. Lên cho em mã trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha, mã trắng. Ok, em xả cái xanh ra cho chị rồi nha. Rồi trắng ba em chốt cho chị Lưu Nguyễn. Rồi em còn có một cái trắng 31 thôi. Chị Kim Thu Hình có chốt thì ok nhanh giùm em nha chị. Còn có một cái trắng 31 duy nhất thôi, có chốt ok giùm em nha. Rồi này em chốt chị Liên Nguyễn. À, chị Cao Mỹ Linh lấy áo trắng 1m62 52kg rồi ok, mặc số 2 nha chị Mỹ Linh. Em chốt chị trắng 2 lên số điện thoại giùm em nha. Chị nào khách mới chốt đơn lên số điện thoại giùm em nha. Rồi em chốt trắng 2 cho chị Cao Mỹ Linh. Quần là có quần đen với quần trắng. Quần đen là 65.000, quần trắng là 75.000. Lấy một bộ thì được giảm 5.000 nha mấy chị. Chị Cao Mỹ Linh lên số điện thoại giùm em nha chị đẹp. Chị nào khách mới lên số điện thoại cho em nha. Rồi chị nào chốt trắng nữa không? Chị Kim Thu Hình ơi, chị có ok không để em biết nha. Rồi em thấy số điện thoại của chị Cao Mỹ Linh. Rồi em lấy trắng số 3 cho chị Kim Thu Hình. Rồi trắng tôm số 3 là em hết rồi đó mấy chị. Trắng mà hơi thiêu em còn nha. Trắng tôm số 3 em hết rồi. Em chốt trắng lên cho chị Kim Thu Hình. Tên gì vậy chị? Thùy Mai Nguyễn. Ủa chị bao nhiêu ký? 6 ký thì xong. Mà chị cao bao nhiêu? Dạ đúng rồi, mà chặt hả chị? Chặt, dạ rồi, vậy thôi chị gửi lại đi, em đổi size 4 cho. Thì chị cứ gửi lại đi, rồi chị chọn cái nào size 4 để em đổi lại chị nha. Dạ. Mấy chị chờ em xíu nha. Rồi 0969 0969 413 631. Ok chị Cao Mỹ Linh nha. Rồi em lên tiếp màu đi mấy chị. Còn chị nào chốt trắng lên giúp em mã trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho mã trắng. Trắng kèm size 1. Rồi em lên màu đỏ nha mọi người ơi. Đỏ kèm size 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Nhanh dữ vậy. Mình chơi đó. Chát ẩu lắm hay sao mà chát nhanh dữ vậy. Chát có nắng nó không? Chát lâu vậy, chát nhanh vậy ha. Em ra coi coi. Để nó đi chiều này kiểm tra. Rồi màu đỏ nha, chị nào thích đỏ chốt đỏ giùm em nha. Đỏ kèm size 1, 2, 3, 4 lên cho em mã đỏ. Đỏ size 1, 2, 3, 4 nha mấy chị ơi. Chốt đỏ kèm size 1, 2, trời ơi, màu đỏ lên với quần đen là nó đẹp, nó sang, chưa từng thấy luôn mấy chị. Rồi chốt cho em đỏ size 1, 2, 3, 4 mã đỏ. Màu đỏ đẹp quá mọi người ơi. Lên đỏ giùm em đi mấy chị. Một trắng hoa số 3. Ủa em chốt cho chị trắng trơn rồi đó chị Kim Thu Hình. Em chốt cho chị cái trơn rồi á. Giờ là chị lấy cái hoa hả? Không lấy cái trơn hả? Hay sao? Comment lại giùm em để em biết nha. Rồi em chào chị Hình Hưng, áo trắng 65kg.
Chị hình hơn 65 kg cao nhiêu ta? Hôm qua chị nói em là size số 4 đúng không ta? Chị hình hơn 65 kg cao bao nhiêu? Chị đẹp cho em thêm chiều cao đi chị. Chị hình hơn cho em thêm chiều cao nha chị đẹp ơi. Rồi đỏ ba em chốt cho chị Liên Nguyễn. Nói như em mã đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị đẹp ơi. Ôi chết. Đỏ không có số 3 chị Liên Nguyễn ơi. Đỏ 1, 2, 4, 5 không hết số 3 rồi. Em chào chị Thủy nha. Lâu quá rồi không gặp chị. 65 kg cao bao nhiêu chị hình hưng ơi, cho em thêm chiều cao đi chị đẹp. Rồi đỏ này em hết số 3 rồi chị Liên nha. Em chỉ còn 1, 2, 4 cho mã đỏ. Lên giúp em mã đỏ kèm size 124 nha mấy chị đẹp. Đỏ kèm size 124 giùm em nha. Rồi lên đỏ kèm size 124 cho em nha mấy chị ơi. Đỏ kèm size 124. Chị Ngân ơi theo dõi giùm em đi. Chị theo dõi giùm em đi. Màu tối thì chỉ có mấy màu thôi. Em lên nãy giờ 2-3 màu đó mà không lựa được cái nào nữa là hết rồi chị. Đỏ kèm size 124 nha. Em hết size số 3. Size 4, size 5. Chị Hình Hưng ơi, trắng mà chị cao bao nhiêu vậy, cho em thêm chiều cao đi chị. 65 kg 1m50 rồi, em chốt chị trắng size số 5 nha. Chốt mã trắng size 5 cho mình không. Rồi chị Hình Hưng ơi, trắng size 5 em không có. Trắng size 5 em không có áo trơn, em chỉ còn áo hoa thiêu thôi. Trắng size 5 em chỉ còn tới size 4 à. Cho coi màu trắng trơn. Ok chị Thủy nha. Chị Hình Hưng ơi, trắng 65 kg chị mặc size số 5 mà số 5 áo trơn em hết rồi. Em chỉ còn áo màu thôi nha chị. Em chỉ còn áo hoa thiêu thôi nha chị. Rồi màu trắng đây nha mấy chị đẹp ơi. Em chào chị Hà Tuyết Trinh nha. 1m62 53 kg mặc size số 2 cho em nha chị Tuyết Trinh. Rồi đây trắng trơn nha. Chị nào thích màu này chốt cho em trắng kèm size 1, 2. Trắng trơn này em còn size 1, 2, 4. Còn mà trắng mà hoa thêu á em còn đủ size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Rồi chị nào thích màu này lớn giúp em mã trắng trơn kèm size 1, 2, 4. Chị Hà Tuyết Trinh là mặc size số 2. Màu nào mà em đọc có size 2 thì mình chốt là mã đó kèm size 2 kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi màu trắng. Rồi màu này là màu nâu nè mấy chị. Lên giúp em mã nâu kèm size 145 chốt cho em mã nâu. Nâu kèm size 145 giùm em. 75.000 một áo, 135.000 một bộ nha mấy chị. Rồi lên giúp em màu này là màu nâu kèm size, em còn size 1, size 4 và size 5 cho mã nâu. Chốt nâu kèm size 145 giùm em. Chị Hình Hưng ơi, trắng size số 5 em chỉ còn cái mẫu có hoa thêu thôi. Chị có ok không? Còn mẫu trơn em hết size 5 rồi nha. Rồi chốt cho em mã nâu kèm size 145. 4 cũng được hả chị? Em sợ chật á. Tại 1m65 là phải cao, chứ 1m55 trở lên mới mặc size số 4 vừa. 65 kg mà phải cao trên 1m55 á thì mới mặc size số 4 vừa. Chị chốt mà về có chặt là cái này em không đổi được cho chị đâu á. Trời, em chốt chị cái số 4 nha. Số 4 là 60-65 kg. Nói chung là 65 kg, 1m50 là mặc cũng được. Mà em sợ nó ôm cái bụng quá thôi. Em sợ ôm cái bụng quá thôi nha. Rồi em chốt này cho chị Huỳnh Phương. Chị Thủy ơi, size số 3 màu trắng em còn cái mã trơn này à, cái mã có hoa thêu như thế này nè chị, có lấy thì lấy nè chị. Chị Bí Trích Ngân ơi, mã nâu này em không có size 2, nâu này em chỉ còn size 1, size 4, size 5 thôi.
Nè chị Thủy nè, cái trắng size 3 em chỉ còn trắng hoa thêu như thế này nè, chị có lấy không? Trắng lơ size 3 em hết rồi. Em không có bà ba cho bé nha chị, bà ba bên em là 40 kg trở lên cho người lớn thôi ha. Rồi em chỉ còn trắng size số 3 là em còn cái mã hoa thêu thế này thôi nha. Hết cái trường. Rồi nâu 4 em chốt chị Liên Nguyễn. Nâu 4 em chốt chị Liên Nguyễn. Rồi nâu em còn size 145, chị nào vừa chốt cho em mã nâu 145. Trắng trơn với trắng hoa số 3, ok chị Kim Thu Huỳnh em chốt chị trắng trơn với trắng hoa số 3 luôn. Còn cái trắng hoa hả chị Thủy ơi, trắng sơn em hết rồi. Nâu chị nào thích chốt cho em mã nâu kèm size 1, size 4 và size 5 mã nâu nha. Nâu size 1, 4, 5 giùm em. Rồi em lên tiếp màu vàng. Màu vàng này là màu vàng nghệ, em còn size 2 với size 3 cho màu vàng nghệ. Vàng nghệ kèm size 2 và size 3 giùm em. Nâu không có size 2 chị Ngân ơi, nâu em không có size số 2. Rồi em lên vàng nghệ. Rồi vàng nghệ này, chị nào thích màu này chốt cho em vàng nghệ. Vàng nghệ em còn size 2 với size 3 nha mọi người, chốt vàng nghệ. Chị Ngâm ơi, nâu size 2 không có nha chị. Size nâu em chỉ còn 1, 4, 5 thôi, không có size số 2, em trả lời chị rồi đó. Nâu không có size số 2 nha chị ơi. Nó không có đủ size. Rồi lên cho em mã vàng nghệ size 2, size 3, chốt vàng nghệ 2, 3. Lên mã vàng nghệ size 2, size 3 giùm em nha. Rồi chị đẹp nào mình thích màu này lên giùm em là vàng nghệ size 2 với size 3 mã vàng nghệ. Vàng nghệ size 2 size 3 giùm em. Rồi em lên tiếp nào. Tiếp. Tiếp nha mấy chị ơi, màu tím đẹp quá nè. 1 2 5. Rồi tím này lên giùm em mã tím size 1, size 2, size 5 nha mấy chị đẹp ơi, tím kèm size 1 2 5 giùm em. Trời ơi màu tím này đẹp lắm nha. Chốt cho em tím size 1, size 2 với size 5 nè mấy chị. Rồi lên mã tím kèm size 1, 2, 5 giùm em mã tím. Tím kèm size 1, 2, 5. Rồi chị nào thích này chốt cho em là tím size 1, size 2, size 5 nha mọi người, quá đẹp. Lên giúp em mã tím kèm size 1, 2, 5. Số lượng ít lắm mọi người không chốt là hết á. Rồi chốt cho em tím kèm size 1, 2, 5 mã tím nha. Tím size 1, size 2, size 5 giùm em mã tím. Rồi chị nào thích này lên giúp em tím kèm size 1, 2, 5. Chốt tím, những cái màu này là nó quá đậm quá tối rồi nè chị Ngân nè. Chị không còn màu nào mà tối hơn những màu này nữa đâu. À, thì mình không lấy nữa là không còn màu nào luôn á. Rồi chốt cho em tím size 1, size 2, size 5 mã tím. Tím 1, 2, 5. Rồi em lên màu này là màu xám. Màu hồng sen nha mấy chị ơi, hồng sen. Chị Hà Tuyết Trinh xem màu đỏ ok chị. Em chào chị Hoàng Thu Hằng nha. Chị Hoàng Thu Hằng hỏi em áo trơn, hôm nay có áo trơn nha chị. Rồi đây lên giùm em là mã hồng sen, em còn size 1, size 3 và size 4. Màu hồng sen giùm em hơn. Hồng sen size 1, 3, 4 nha. Tím size 2, size 5 em chốt cho chị Liên Nguyễn. Màu đỏ chờ em xíu nha chị.
hết màu này em lên lại màu đỏ cho nha. Rồi tím size 2, size 5 em chốt cho chị Liên Nguyễn. Chốt cho em mã trắng trơn nha. Rồi đỏ em còn size 1 với size 4 thôi mọi người nha.
Có, em còn 1 với 4. Đó, em còn size 1, 4. Rồi em lên màu này là màu xanh. Xanh ngọc. Rồi xanh ngọc này em còn size 2 và size 3. Lên giùm em mã xanh ngọc size 2, size 3. Đây mấy chị ơi, màu xanh ngọc 2, 3. Chốt mã xanh ngọc size 2, size 3 giùm em nha. Là 50kg, 1m57, mặt size số 1 nha chị Thu Hằng ơi. Chị chốt trắng thì lên giúp em là trắng size 1 kèm số điện thoại nha chị. Trắng số 1 kèm số điện thoại giùm em. Trắng 2, 3. À, chị Thu Thủy ơi, trắng 2 là số 3 thì em hết áo trơn rồi. Em chốt chị là cái trắng trơn số 2, còn cái trắng hoa thiêu số 3 được không chị? Được thì ok giùm em nha. Được thì ok giùm em để em biết em chốt. Trắng trơn mấy chị ơi, em nhắc lại là trắng trơn em còn size 1, size 2 và size 4. Còn trắng mà hoa thiêu em còn đủ size từ 1 tới 5. Size số 3 mà trắng trơn là em hết rồi. Chị Thu Thủy mình lấy một cái này cái kia giùm em được không? Có mẫu bông luôn chị Mỹ Linh, có mẫu bông luôn, mẫu bông chờ em một xíu nha. Không có màu xanh chuối nha chị Tiết Trinh ơi, em không có màu xanh chuối. Rồi xanh ngọc, chị nào thích chốt cho em mã xanh ngọc kèm size. Size 2, size 3 màu xanh ngọc. Chốt cho em mã xanh ngọc size 2, size 3. Xanh ngọc size 2, size 3 giùm em nha. Rồi em lên màu tím. Cái cũng là xanh ngọc luôn mà nó nhạt hơn. Em có size 1, 2, 3 cho màu xanh ngọc này nhạt hơn. Nên chị chốt mã xanh ngọc nhạt giùm em nha. Lên giùm em mã xanh ngọc nhạt size 1, 2, 3. Xanh ngọc hồi nãy nó đậm hơn cái tông màu xanh này nha mấy chị. Rồi lên giùm em mã xanh ngọc nhạt size 1, size 2, size 3 giùm em. Xanh ngọc nhạt size 1, 2, 3 mọi người nha. Có áo bông nha chị Cao Mỹ Linh. Em đang lên áo màu, hết áo màu rồi em lên áo bông cho nha mọi người. Rồi vậy em lấy cho chị là cái số 2. Số 2 trơn, số 3 mã hoa thiêu nha. Trời ơi, hoa thiêu cũng đẹp lắm nha mọi người ơi. Đây hoa thiêu nhưng mà nó lên hoa thiêu màu trắng luôn, rất là đẹp. Rồi em lấy cho chị cái 2, cái 3. Chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy lên lại số điện thoại giùm em đi chị, để nó khỏi bị nhầm nít với người khác nha. Tại vì nhiều chị tên Thủy lắm. Lên giùm em lại số điện thoại nha chị nha. Rồi chị Nguyễn Thị Thủy, hai cái trắng. Em chào chị Loan Nguyễn. Rồi lên em mã xanh ngọc nhạt kèm size 1, 2, 3 cho mã xanh ngọc nhạt. Xanh ngọc nhạt size 1, 2, 3 giùm em. Rồi em lên tiếp cái tông màu hồng này nha mọi người. Hồng sen. Hồng sen em còn size 1, 2, 4, 5. Mỗi size có 1 cái thôi, chị nào chốt chốt nhanh nha mấy chị đẹp ơi. Hồng sen kèm size 1, 2, 4, 5 giùm em nha. Hồng sen đây nha, rất là đẹp luôn. Dạ còn địa chỉ chị chỉ cho em số điện thoại lại thôi. Để em bấm cho số điện thoại đó là nó ra địa chỉ của chị. Để nó không lộn với người khác đó chị. Chỉ cần cho em số điện thoại lại thôi ha, không cần cho địa chỉ. Cho lại số điện thoại giùm em để nó em search ra địa chỉ, nó không có cần phải nó sợ lộn với người khác nha chị. Rồi hồng sen nè, đẹp quá trời nè. Hồng cánh sen. Chốt hồng cánh sen size 1, 2, 4, 5 giùm em mã hồng cánh sen đẹp quá trời luôn. Đây nè em Cát Tường ơi, lấy hồng cánh sen nè, chờ hồng cánh sen là lấy nha, size số 2 nè em nè, lấy nha, có 1 cái 1 thôi đó. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em hồng cánh sen size 1, 2, 4, 5 cho mã hồng cánh sen nha mấy chị đẹp ơi. Hồng cánh sen kèm size 1, 2, 4, 5. Em còn thêm 2 màu, 3 màu nữa là em hết mẫu này nha. Rồi hồng cánh sen kèm size 1, 2, 4, 5 giùm em mã hồng cánh sen.
size 2, size 4 em chốt chị Liên Nguyễn. Hồng sen size 2, size 4 rồi, hồng sen em còn 1,5 thôi nha mọi người. Hồng sen em chỉ còn 1,5 thôi ha. Rồi em lên tiếp. Màu xanh lá. Rồi xanh lá cây size 1, size 2, size 3 cho em màu xanh lá. Chị nào mà lấy áo lẻ thì lấy từ hai áo giùm em nha mấy chị, một áo em không có ship nha mọi người. Áo lẻ lấy hai áo cho em nha. Không có màu xanh nõn chuối nha mấy chị ơi, đây xanh lá giùm em size 1, 2, 3. Rồi lên cho em mã xanh lá size 1, size 2, size 3. Xanh lá 1, 2, 3 giùm em mọi người nha, xanh lá. Hồng 10 giờ. Để chị coi coi, có tông hồng nào nữa không? Cái đó là hồng sen á. Nói chung tông màu hồng thì nó lệch lệch nhau, màu hồng nào em thấy cũng được hết mọi người. Xanh lá đây mấy chị ơi, chốt cho em mã xanh lá size 1, size 2, size 3. Hồng 10 giờ hả? Để chị coi coi. Không có hồng 10 giờ, hồng 10 giờ, ừ hồng 10 giờ với hồng này em thấy hồng gì. À hồng 10 giờ đây nè. Rồi chờ chị xíu, chị lấy hồng 10 giờ cho nha các thường nha. Rồi xanh lá size số 2 em chốt cho chị Tuyết Trinh. Xanh lá em còn size 1, 2, 3 mấy chị. Rồi em chốt cho chị Hà Tuyết Trinh. Rồi xanh lá em còn 1 với 3 thôi nha mọi người ơi, hết số 2 nha. Rồi hồng 10 giờ, lên hồng 10 giờ đây. Rồi xanh lá còn size 1 và size 3, chốt mã xanh lá 1, 3 giùm em. Cho giùm em mã xanh lá size 1, size 3. Hồng 10 giờ nè em nè, còn size 2, size 3. Rồi đây em lên mã hồng 10 giờ nha, size 2, size 3. Chốt hồng 10 giờ, size 2, size 3 giùm em. Hồng này hồng 10 giờ giùm em nha mấy chị. Hồng 10 giờ. Xanh lá size 2, 3. Rồi xanh lá hết số 2 rồi em chốt chị cái số 3 nha chị Liên nha. Rồi em chốt chị cái số 3. Rồi xanh lá em còn 3 cái số 1 à. Rồi mã này lên giúp em là hồng 10 giờ size 2, size 3, mã hồng 10 giờ. Hồng 10 giờ giùm em nha. Rồi lấy cái này cho em nha các tường nha. Ok không? Đây hồng này là chị kêu là hồng 10 giờ đó. Em chào chị Thiên Bình. Rồi hết này em lên áo bông nha mấy chị. Rồi chị nào thích này lên giúp em hồng 10 giờ kèm size 2, size 3. Đây các thường ơi, hồng 10 giờ là cái này nha. Em có ok cái này không? Chốt mã hồng 10 giờ giùm em size 2, size 3. Rồi em còn cái hồng này đó. Thôi bị đẹp luôn nè, có còn cái số 2. Hồng phấn nha mấy chị. Lên giúp em mã hồng phấn size 2 giùm em nha. Hồng phấn size số 2 màu nhạt rất đẹp. Rồi ok em cát tường nha, size số 2. Hồng phấn ha mấy chị, em còn cái hồng phấn size số 2 lên dưới lại vùng đen đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy giúp em, chốt cho em là hồng phấn size 2 nha mọi người. Hồng phấn size số 2 màu hồng rất là nhạt luôn nha. Màu hồng nhạt. Rồi chốt cho em hồng phấn size 2. Lên hồng phấn size 2 giùm em nha. Hồng phấn nha mấy chị. Rồi chốt mã hồng phấn 2 giùm em. Có màu cam, ờ quên màu cam nãy giờ quên chưa lên nè, có màu cam nha. Còn màu cam nữa. Rồi lên giúp em mã hồng phấn size số 2 mấy chị. Quá là đẹp luôn. Hồng phấn size 2 giùm em nha. Hồng 10 giờ size số 3. Rồi một cái số 2, một cái số 3.
cái 2 1 cái 3 cho em các tường. Rồi em lên màu cam. Mấy chị ơi chấm bài tương tác lên giùm em đi mọi người ơi. Rồi em lên màu cam nha. Rồi lên mã xanh lá động giùm em nha, size 124 mã xanh lá động mấy chị. Xanh lá động 124. Xanh lá động size 1, size 2, size 4 cho em nha.
xanh lá đậm size 124, ngồi chốt mã xanh lá đậm 124. Rồi đen trơn em có size 12345, chị nào thích mã đen trơn chốt đen trơn size 12345 giùm em nha. Màu đen. Đen trơn kèm size 12345. Rồi chị đẹp lần thích màu này lên giúp em mã đen trơn kèm size 12345 giùm em nè mấy chị. Quá là đẹp. Đen trơn size 12345 chị em nha, mã đen. Rồi lên giùm em mã đen size 12345 nha mấy chị đẹp ơi. Rồi áo màu là em hết, áo màu trơn em hết rồi đó. Bây giờ em qua áo màu hoa theo hoặc là áo hoa, chị nào thích áo hoa comment lên giùm em lên áo hoa nha. Tại vì áo hoa còn lẻ size, áo hoa là 3 ngày nữa là về có lô mới rất là đẹp luôn mọi người. Chị nào xem áo hoa thì 3 ngày nữa đi ha. Em like áo hoa, bây giờ em like áo màu hoa theo nha các chị. Em lên mẫu áo màu hoa theo cho mình nha. Rồi áo màu hoa theo nha mấy chị ơi. Rồi màu hoa theo mới về đẹp quá thế này. Đen 234 em chốt cho chị Lê Nguyễn. Rồi đen 234 em chốt chị Lê Nguyễn. Rồi đen 234 em chốt chị Liên Nguyễn. Rồi em lên áo màu nha mấy chị. Áo màu hoa theo 80.000 một áo giùm em nha. 140.000 một bộ. Rồi vàng tươi em còn size 2, size 4 chốt cho em mã vàng tươi size 24. Lên mã vàng tươi size 2, size 4 giùm em mọi người nha. Chờ em xíu nha mọi người. Vàng trơn số 2. Em vàng trơn số 2 là có vàng nghệ này nè. Vàng này là vàng nghệ. Vàng nghệ hơ size số 2 em lấy cái này không? Số 2 chỉ còn cái tông màu vàng này là vàng nghệ nè, cái vàng này mặc lên trắng lắm, trắng da lắm. Đó, em có ok này lấy nha các cường nha. Số 2 màu vàng trơn chị chỉ còn cái này thôi à. Rồi cái vàng nghệ trơn này em còn size 2, size 3 nha. Chị nào thích thì chốt cho em là vàng nghệ trơn size 2 và size 3 nha chị. Máy ok, chị kết ok các cường nha. Chốt cho em cái vàng trơn. Chị Ngọc Phạm ơi, chị nói là nguyên bộ, cái này là áo lẻ, nó không có nguyên bộ đó chị, nó không có nguyên bộ nha. Này là áo lẻ chị ơi, chị dặn em nguyên bộ mà không có. Rồi lên giùm em màu này là màu vàng tươi, em còn size 2, size 4, mẫu hoa theo nha các chị, vàng tươi size 2, size 4 giùm em. Áo trơn hả chị, không có nguyên bộ. Mẫu này
này áo thương, à quên, mẫu này áo lẻ nha. Rồi chốt cho em mã vàng tươi size 2, size 4 giùm em, màu vàng tươi. Đẹp chưa mọi người? Cái tông màu rất là đẹp luôn. Rồi chốt cho em vàng tươi size 2, size 4. Rồi lên giùm em vàng tươi size 2, size 4 nha mấy chị đẹp ơi. Vàng tươi giùm em. Màu em đang lên là màu vàng tươi ha, 80.000 một áo, 140.000 một bộ. Rồi em cảm ơn chị Kim Thu Huỳnh nha, có địa chỉ luôn nè. Chị Kim Thu Huỳnh có lấy quần không chị? Nãy là chị lấy hai áo, chị có lấy quần quần đen, quần trắng gì không? Rồi chốt cho em vàng tươi size 2, size 4, mã vàng tươi. Rồi lên cho em tím cà kèm size. Tím cà này em về lại là đủ size 1, 2, 3, 4, 5. Chị nào thích cái này chốt cho em tím cà size 1, 2, 3, 4, 5. Lên cho em tím cà size 1, 2, 3, 4, 5 giống chị màu tím cà. Chốt mã tím cà kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn mọi người ơi. Rồi lên mã tím cà giùm em nha. Tím cà size 1, 2, 3, 4, 5. Đẹp quá mấy chị. Quá là đẹp luôn á, màu tím cà. Rồi chị đẹp nào mình thích màu này lên giùm em tím cà. Em chào chị Thanh Thảo Lê nha. Vải co giãn cực kỳ luôn nha chị. Vải là cực kỳ co giãn cho mình luôn, co giãn mạnh cho em luôn nha. Đó, co giãn 4 chiều không mọi người ha. Cái chất co giãn rất là tốt. Rồi chị nào thích màu này lên tím cà kèm size 1, 2, 3, 4, 5. 58kg 1m6 là mặt size số 3 nha chị Thanh Thảo Lê. Thì em lên màu nào mà em đọc có ví dụ như màu này em đọc là 1, 2, 3, 4, 5 là nó có đủ size. Mặt size nào thì chốt màu kèm cái số đó, kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi lên giùm em mã tím cà size 1, 2, 3, 4, 5, màu tím cà. Tím cà đủ size 1, 2, 3, 4, 5. Tím cà size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Rồi em lên màu đỏ. Chị mặc size số 3 nha chị. Chốt mã đỏ kèm size 2, 4, 5 giùm em mã đỏ. Đẹp chưa? Rồi chốt cho em đỏ, em còn size 2, size 4 và size 5. Lên giúp em mã đỏ size 2, 4, 5. Mẫu em đang lên 80.000 một áo, 140.000 một bộ nha các chị nha. Rồi tím cà số 3 em chốt cho chị Hạnh Bùi. Tím cà 4, 2 cái, tím cà số 3 em chốt cho chị Hạnh Bùi. Tím cà 4, 2 cái nha chị. Tím cà 4 còn có một cái hả chị Hạnh Bùi, có lấy không? Em còn có một cái tím cà 4 và em chốt chị cái 3, cái 4 hay hoặc là hai cái 3, một cái 4 được không chị? Số 3 em còn hai cái. Đó được thì ok giùm em nha. Tím cà số 3 em còn hai cái, số 4 em còn có một cái hả? Rồi chị nào thích màu này lên giúp em đỏ. Đỏ em còn size 2, size 4 và size 5 mã đỏ nha mấy chị. Chắc thì thật các chị khỏi phải thấy bàn luôn. Cái này là thun lai dông loại 1, co giãn cực kỳ tốt luôn. Và vải mềm, mặt rất là êm ha. Không có bị xót xót ngứa đâu nha mọi người. Đó. Rồi chị nào thích đỏ chốt đỏ kèm size 2, 4, 5 giùm em mã đỏ. Đỏ size 2, size 4, size 5 cho em nha. Rồi em lên tiếp. Màu gì vậy? Hồng dâu. Hồng dâu. Đây. Rồi hồng dâu em còn size 3, size 4 và size 5. Chị Hạnh Bùi ơi, em lấy chị hai cái và cho chị một cái số 5, vậy là một cái 3, một cái 4 với một cái 5 em chốt chị Hạnh Bùi nha. Một cái 3, một cái 4 với một cái 5, một tiếng cà. Ok chị. Rồi 3, 4, 5 em chốt chị Hạnh Bùi. Thank you.
Chị Lan Trần chốt đỏ, size máy lên cho em size và số điện thoại em mới chốt được nha chị. Rồi cao 48 kg m50, mặt size số 2 cho em. Chị chốt thì lên giúp em là đỏ 2 kèm số điện thoại. À, chị Đào Thị Thanh Thúy, 60 kg, cao bao nhiêu cho em thêm chiều cao đi chị. Cho em thêm chiều cao nha chị đẹp. 60 kg, mặt size số, nếu mà chị cao thì mặt size số 3, mà thấp là mặt qua size số 4 á. Ok chị Hạnh Mùi nha. Rồi Hồng Dâu này mấy chị đẹp ơi, Hồng Dâu. Em chào chị Julie Nguyễn nha, mẫu em đang lên 80 ngàn một áo nha mấy chị. 140 ngàn một bộ giùm em nha. Chị Lan Trần chốt đỏ thì lên giúp em là đỏ 2 kèm số điện thoại. Đỏ size 2 kèm số điện thoại giùm em nha. Màu em đang lên là màu Hồng Dâu. Dạ áo lẻ là, cái này là em lên áo lẻ với quần đen hoặc là quần trắng đó chị. Quần em có hai màu nha, màu đen là 65 ngàn, màu trắng là 75 ngàn. Nếu mình lấy áo với quần nguyên bộ thì được giảm 5 ngàn nha chứ đẹp. Có quần đen với quần trắng thì em nha. Đây quần trắng đây. Quần đen 65 ngàn, quần trắng là 75 ngàn. Lấy một bộ thì được giảm 5 ngàn nha mấy chị. Đây ha, quần trắng đây nha. Xanh ngọc nhạt kho thêu. Cát tường hết size rồi em ơi, xanh ngọc nhạt kho thêu còn size 1, size 4 với size 5 không ạ. 1m58, 60 kg, mặc size số 3 cho em nha chị. Mặc size số 3 nha. Rồi quần em có hai màu, màu đen với màu trắng. Áo là 80 ngàn, chị nào mua áo lẻ thì mua từ hai áo giùm em nha. Hai áo hoặc một bộ em mới ship, một áo không có ship nha mấy chị đẹp. Rồi lên giúp em màu Hồng Dâu. Hồng Dâu em còn size 3, size 4, size 5. Chất này là thun co giãn mạnh cho em nha. Rồi chốt cho em mã Hồng Dâu, size 3, 4, 5 mã Hồng Dâu giùm em nè. Hồng Dâu kèm size 3, 4, 5 lên cho em mã Hồng Dâu. Rồi đỏ 2 em chốt cho chị Lan Trần. Đỏ 2 em chốt chị Lan Trần, một quần đen, ok chị đẹp. Xanh ngọc hết size nhỏ rồi các thường ơi, xanh ngọc chỉ còn size to không à. Rồi 80 ngàn một áo, một bộ 140 nha chị Kim Trung Nguyễn. Rồi em lên màu tiếp nha mọi người. Lên màu tiếp cho các chị nha. Màu vàng. Chốt cho em vàng kèm size 2, 3, 4, 5 nha. 80 ngàn một áo, 140 ngàn một bộ nếu lấy quần đen, 150 ngàn một bộ nếu lấy quần trắng. Áo lẻ là 80 ngàn một áo nha mấy chị. Rồi lên giúp em màu này là màu vàng nha. Vàng giúp em nha. Dạ 40 kg, mặt size số 1 nhưng mà nó sẽ hơi rộng ven một xíu, bó ven lại mặt được nha chị. 40 kg là mặt được size số 1. Rồi lên giúp em mã vàng kèm size. Vàng em còn size 2, 3, 4, 5. Chốt vàng size 2, 3, 4, 5 giùm em. Mẫu em đang lên là áo và 3 màu lẻ, mình mặc với quần đen hoặc là quần trắng nha mọi người. Chất vải nó là thun lai dông co giãn mạnh nha chị Kim Trung Nguyễn ơi. Chị Vi Minh Hằng ơi, 45 kg, 1m65 là chị mặc cho em size số 1 nha chị. Áo số 1 nhưng mà quần số 2 giùm em, tại mình cao á nha. Mẫu này là mình đi chùa ok rồi mọi người. Mẫu này đi chùa là bao đẹp luôn, tại vì bà ba rất là lịch sự mà, đâu phải là mẫu model gì đâu. Bà ba mẫu này được chị mặc đi chùa ok rồi ha. Rồi chốt cho em vàng kèm size 2, 3, 4, 5 mã vàng. Vàng size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Chốt vàng size 2, 3, 4, 5 rồi em lên màu đen. Đen nha mấy chị đẹp ơi. Cam hoa thiêu hả? Cam hoa thiêu chị có cái màu cam hụt gà này, màu vàng hụt gà này rất là đẹp luôn nè, để chị lên cho nha. Mới về luôn á. Rồi chị nào thích đen chốt cho em đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen. 40 kg tới 70 kg là từ size số 1 tới size số 5. Chị nào không biết mặc size nào cho em xin chiều cao cân nặng em báo size cho mình nha. Chất của nó cực kỳ là co giãn luôn ha mấy chị. Đây ha, co giãn thoải mái cho em luôn nè ha. Rồi lên giúp em mã đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Đây đen đây chị
Chị Kim Dung Nguyên ơi, không có rộng lắm đâu chị, tại vì size số 1 tầm 43 kg trở lên là mặc đẹp. 40 kg như em nè, lúc mà em chưa có bầu á là em 40 kg, em bóp lại em một xíu siêu là em mặc đẹp rồi ha. Rồi em ở Bình Thuận nha. Em chào chị Than Trần, 70 kg size số 5 nha chị, mặc size số 5 cho em nha. Rồi đen, chị nào thích đen chốt em đen kèm size. Không có đỏ đô nha Lan Trần ơi, không có đỏ đô. Rồi em không, bên em không có free ship nha các chị, ship đồng giá 30.000 giùm em nha, ship đồng giá 30.000. Một bộ hoặc là hai áo thì ship 25.000, hai bộ hoặc là ba sản phẩm trở lên thì là ship 30.000 đồng giá nha chị, bên em không có free ship nha. Rồi em chào chị Mai Trần, em chào chị Đậu Ngọc Lan. Rồi chị nào thích đen chốt cho em đen kèm size 1 2 3 4 5. Size 5 là size lớn nhất là 70 kg nha mấy chị. Cao 1m6 trở lên 72-73 kg rồi size số 5 cho em nha. Rồi đen chốt cho em đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen. Rồi em lên trắng luôn ha. Rồi chị nào thích trắng chốt cho em trắng. Trắng kèm size 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 mã trắng với chị. Rồi chốt cho em mã trắng ha, trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Dạ em không có, em chào chị Mai Trần nha, em chào chị Nguyễn Lý. Em không có bộ cách tân nha chị, em chỉ bên em là chỉ có bộ bà ba thôi. Cắt mẫu bà ba nha các chị đẹp ơi, cắt mẫu bà ba là bên em có. Rồi lên cho em mã trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em cho màu trắng. Chốt giùm em trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chị nào thích phần này chốt cho em trắng size 1, 2, 3, 4, 5 nha mọi người. Lên giùm em mã trắng size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Đây nè em ơi, một cam thì có một cam này, đó là chị kêu nó là màu hột già đó. Chị Kim Trung Nguyễn ơi, chị mà là nhiêu 40 kg mét 55 thì mặc size số 1 chốt cho em là đen 1 kèm số điện thoại trên cùng một dòng em chốt nha chị. Chốt thì lên size và lên số điện thoại giùm em mới chốt được nha. Rồi màu này đẹp lắm nè, em cắt tường. Đúng một ly từ 1 tới 5, mỗi size có một cái em chốt nhanh nha, không hay hết. Chị Kim Trung Nguyễn ơi, chốt đen thì lên giúp em là đen size 1 kèm số điện thoại trên cùng một dòng giùm em nha. Rồi mã này lên giúp em là mã màu gì nhỉ, nó cam cam vàng vàng á, chốt cho em là mã vàng hột gà kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Lên giúp em mã vàng hột gà size 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị. Vàng hột gà kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Cái màu này lên rất là đẹp luôn. Không có nha cục vàng, không có nha cục vàng ơi. Chị ơi chốt đơn thì lên số điện thoại cho em đi, rồi bắt đầu mình muốn lựa thêm gì mình lựa, em lên cái gì mình ưng mình lấy, còn chốt đơn không lên số điện thoại là em không có chốt nha. Chốt đơn mà không cho số điện thoại là em không có chốt. Chị Mai Trần 55 kg, cao bao nhiêu chị đẹp cho em thêm chiều cao nha. Vàng hột gà không đâu em ơi, nó tươi hơn cái màu đó, tươi hơn cái màu đó nha. Cái màu này giống cái màu của trái lê kima, màu vàng của trái lê kima. Rồi chị nào thích mã này chốt cho em là vàng hột gà. Chị kêu nó là vàng hột gà chứ không phải là cái màu vàng của trứng gà đâu. Đây thôi để gần cho mình xem nè. Rồi chị nào thích mã này lên em vàng hột gà kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Màu mặt lên rất là trắng da luôn. Rồi chốt mã vàng hột gà kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Chị nào mua áo lẻ thì lấy từ hai áo cho em nha mọi người. Một áo em không có ship nha. Rồi em lên màu xanh, xanh lá. Chốt mã xanh lá kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho em mã xanh lá. Em chào chị Phạm Tiên, có áo trơn luôn nha. Có áo trơn chị Phạm Tiên mặc size mấy, nói size đi em lên cho nha. Áo trơn mới lên xong tức thì luôn á. Áo trơn mới vừa lên xong tức thì luôn. Có tím luôn chị Lan Trần nha, có tím luôn nha chị. Rồi
Rồi lên giúp em mã xanh lá size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt giúp em xanh lá kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nè mấy chị đẹp. Có tím luôn nha. Tím là tất cả các màu tím hình như là em có đâu được 4 cái tông màu tím nha các chị. 4 tông màu tím rất là đẹp luôn á. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em là màu xanh lá size 1, 2, 3, 4, 5 cho mã xanh lá. Chốt mã xanh lá kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Chị Phạm Tiên ơi, áo trên chị mặc size mấy? Bữa trước chị lấy size mấy thì bữa nay comment lên size giùm em và cái màu mình thích đi rồi em cầm lên cho nha. Tại vì áo trơn nãy em lên vừa lên xong rồi đó. Rồi lên giúp em mã này mã xanh lá size 1, 2, 3, 4, 5. Cho em lên tiếp màu tím hoa lục bình nha chị. Tím, mã tím lục bình giùm em nha. Hai tím lục bình. Rồi em có màu này là màu xanh cobalt. Xanh
cô ba size 1, size 2 và size 5 giùm em nha. Tím không còn cái nào số 2 luôn á em ơi. Không còn cái tím nào size thứ 2 luôn á các tường. Chị Giang Cẩm ơi, hai áo em xếp cho chị 70kg mà chị cao bao nhiêu? Chị phải cao 1m6 trở lên mới vừa size số 5 nha. 70kg mà dưới mét 6 là không có người size, 73kg mà dưới mét 6 là không có người size số 5 nha chị. Em sợ nó hơi bị ôm quá đó. Rồi chốt giùm em là màu này là màu xanh coban size 1, 2, 5. Xanh coban em còn size 1, 2, 5 nha. Một bộ hoặc là hai áo em mới ship nha chị Giang Cẩm ơi. Một áo là không ship. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em xanh coban kèm size 1, 2. Xanh coban kèm size 1, 2, 5 giùm em mã xanh coban. Xanh coban size 1, 2, 5. Rồi em lên màu này là màu xanh ngọc đậm. Lên mã xanh ngọc đậm kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em màu xanh ngọc đậm. Em chào chị bé Minh nha, số 3 cũng được, không có cái tím nào luôn em ơi. Tím là nãy chốt hết rồi, còn cái số 1 không thôi nè, không còn cái thằng số 3 hết trơn á. Tím trơn hồi nãy là còn số 1 không à, hết số 3. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh ngọc đậm nha mấy chị, kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho mã xanh ngọc đậm giùm em nha. Xanh ngọc đậm kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên giùm em mã xanh ngọc đậm size 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. Xanh ngọc đậm kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em mã xanh ngọc đậm. Rồi chốt xanh ngọc đậm size 1, 2, 3, 4, 5. Xanh ngọc đậm. Chị Lan Trần ơi, hồi nãy em lên có tím cà đó, chị có chốt thì lên tím cà 2 nha chị nha. Rồi chốt mã xanh ngọc đậm kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em mã xanh ngọc đậm. Xanh ngọc đậm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em có màu này là màu vàng đậm giùm em nha. Vàng đậm em còn size 4 và size 5. Chốt mã vàng đậm size 4, 5. Tại vì chắc do mạng nó bị chậm á em. Rồi lên giùm em màu này là màu vàng đậm, em còn size 4 và size 5 cho màu vàng đậm nha mọi người nha. Chị Kim Trung Nguyễn ơi, chị lấy cái gì? Chị lấy đen thì chốt cho em là đen size 1 kèm số điện thoại đi chị. Đen size 1 kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi màu trơn em hết rồi nha chị Giang Cẩm thôi. Màu trơn size số 5 em hết rồi nha chị. Màu trơn size 5 em hết rồi nha. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em là mã. Rồi tím đó thì là tím cà. Chị hỏi em tím cà, còn tím mà nó nhạt hơn thì nó là tím lục bình đó chị. Chứ còn cái tím nào mà nhạt hơn nữa đâu. À, chị Liên ơi, áo bông chị chờ 3 ngày nữa đi chị. Áo bông lô mới về, còn cái lô vừa rồi chị lấy rồi á. Áo bông em còn nhưng mà còn cái lô cũ á. Rồi chị nào thích màu này lên cho em vàng đậm size 4, size 5 cho mã vàng đậm. Vàng đậm kèm size 4, size 5 giùm em. Vàng đậm size 4, size 5. Rồi em có màu này là màu nâu, em còn size 4 với size 5 mã nâu luôn. Chốt giùm em mã nâu size 4, size 5. Rồi lên giùm em mã nâu ha. Màu nâu nha mấy chị nha. Nâu kèm size 4 và size 5 giùm em. Còn bông cũ không à chị Liên Nguyễn, bông cái lô trước á. Còn lô mới thì 3-4 ngày nữa mới về. À, đang về 3-4 ngày nữa mới có hàng. Rồi chốt cho em mã nâu kèm size 4 và size 5 mã nâu.
size 4 chia 5. Rồi em lên tiếp, màu này là màu hồng phấn, em còn size 1 và size 5 cho màu hồng phấn nha. 1, 5. Rồi hồng phấn em còn 1 và 5 luôn, chốt mã hồng phấn 1, 5. Chị nào muốn xem áo bông chờ em một xíu, em lên thêm mấy màu nữa em qua áo bông cho mình nha mọi người. Đây áo bông là áo như này nha mấy chị. Áo bông 70.000 một áo. Áo này là áo và ba bông nha. Đây và ba bông 70.000 một áo ha. Rất là đẹp luôn. Rồi áo này là áo và ba bông nha. 70.000 một áo, còn em đang lên là áo màu hoa thiêu. Rồi lên giùm em hồng phấn kèm size 1 với 5 mã hồng phấn. Hồng phấn em còn size 1 và size 5 nha mấy chị đẹp. Chốt mã hồng phấn size 1 5 giùm em. À, là chị Kim Trung Nguyên, màu xanh dương. Hồi nãy giờ em không có lên màu xanh dương mà xanh đó là xanh coban nha chị Kim Trung Nguyên ơi, xanh coban nha chị. Xanh coban nha chị đẹp. Tím cà hoa. Các tường em lấy tím cà hoa, lấy tím cà hoa hay sao? Em lấy sao? Chị lấy số 2 cho em nha. Rồi lên giúp em mã này là mã hồng phấn, em còn 1 với 5 màu hồng phấn. Chốt cho em mã hồng phấn size 1 size 5. Hồng phấn size 1 size 5 giùm em mã hồng phấn. Em lấy màu tím cà hay sao? Các tường trắng bông. Chị Cao Mỹ Linh ơi, trắng bông là cái gì? Áo bông mà nền trắng á hả chị? Áo bông không có nền trắng nha chị ơi, áo bông không có nền trắng. Em chào chị Nga nha. Rồi lên giùm em tím cẩm kèm size 1, 2, 3, 4 cho mã tím cẩm. Tím cẩm kèm size 1, 2, 3, 4. À, em hỏi là áo bông mà nền trắng á hả Mỹ Linh, hay là áo mà ba trắng mà còn lên bông? Rồi lên giùm em mã tím cẩm kèm size 1, 2, 3, 4. Chốt tím cẩm size 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Màu tím cẩm kèm size 1, 2, 3, 4. Tím cẩm size 1, 2, 3, 4. Rồi em lên màu này là màu hồng đất. Em còn size 1 với size 2 cho màu hồng đất. Chị Kim Trung Nguyên, cái màu xanh nãy em lên nó là xanh coban chứ nha chị. Em kêu là xanh coban, chị kêu là xanh dương thì nó đúng, cũng đúng là xanh dương á. Em chốt cho chị một cái đen với một cái xanh coban đó nha, màu này nha. Đây, này là xanh coban, chị nào kêu xanh dương cũng được. Rồi em chốt chị một áo đen, một áo này với một quần đen nha chị đẹp. Đó, cái này chị có ok không? Rồi em bỏ cái này cho chị nha. Rồi ok chị Kim Trung Nguyên. Áo bông nền trắng không có chị Cao Nguyễn Sinh ơi. Áo bông nền trắng không có, toàn thường là nền đen hay là nền màu thôi mà chứ không có nền trắng. Rồi Kim Trung Nguyên. Trung Nguyễn áo và ba bông có số 1, nhiều số 1 lắm. Rồi em lên hết thêm mấy màu nữa, 2-3 màu nữa em lên áo và ba bông cho mấy chị. Rồi màu này lên giúp em là hồng đất, em còn size 1, size 2. Màu tím hoa cà nè em. Tím hoa cà nè, còn size 1, 2, 3. Đây nha mấy chị, màu tím. Em chào chị Diệp Thảo nha, này chị Thảo hỏi em gì? Áo trơn em lên từ đầu like rồi đó chị Diệp Thảo. Áo trơn em lên xong hết rồi đó. Giờ chị thích áo trơn màu gì chị lên màu lên size cho em đi, em chốt cho nha. Lên màu lên size đi em coi còn em chốt nha. Rồi lên cho em màu này là màu tím hoa cà, em còn size 1, 2, 3.
tím cà size 1, 2, 3 dùm em. Rồi còn nào chị nào muốn xem áo màu nữa không? Không thì em lên áo phông cho mấy chị lựa không. Màu này lên giúp em là hồng đất, em còn size 1, size 2. Hồng đất size 1, size 2 dùm em mã hồng đất. Hồng đất size 1, 2. Rồi em có màu này là màu tím hôn, em còn size 2 và size 3 cho màu tím hôn nha các chị. Chị Diệp Thảo ơi, chị thích màu gì chị lên màu lên size cho em đi, hoặc là lên màu chiều cao cân nặng em lấy cho nha. Em coi còn em lấy cho. Rồi lên cho em màu này là màu tím môn. Chốt mã tím môn size 2, size 3 giùm em mã tím môn. Rồi lên giùm em màu tím môn size 2 với size 3 nha mấy chị đẹp. Tím môn kèm size 2 và size 3 giùm em. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em là tím môn size 2, size 3. Em chào chị Nhàn Thanh. Chị Nhàn cẩm 1m56, 62kg mặt size số 4 nha chị. 1m56, 62kg là mặt size số 4. Rồi bây giờ em qua áo và ba bông nha mọi người. Và ba bông 70.000 một áo dùm em không? Và ba bông em còn lẻ size, còn gì em lên với đó cho các chị nha. Còn cái nào em lên cái đó cái vừa size của mình thì mình chốt cho mấy chị đẹp. Rồi bà ba bông 70.000 một áo nha các chị đẹp ơi. Tím liệm đi, không có tím liệm. Rồi bà ba bông 70.000 một áo. Chị nào thích cái này, cái này là tay lỡ ha. Cái nào nó có hai loại, tay lỡ tay dài. Cái nào tay lỡ nói tay lỡ, còn cái nào tay dài nói tay dài. Mấy chị để ý giùm em nha. Mấy chị để ý kỹ giùm em chứ không công được kêu ủa sao chị đặt tay dài mà lấy tay lỡ, còn chị kêu sao chị đặt tay lỡ mà lấy tay dài nha. Đó cái mai hồng nè. Rồi mã này lên giùm em mã mai hồng, em còn size số 1. 40 đến 50 kg, vừa 50 kg, cao trên 1m55 giùm em nha. 50 kg phải cao trên 1m55 giùm em nha, mới vừa nha mấy chị. Chị nào cắt mới thì cho em xin chiều cao cân nặng nha. Rồi mã này mấy chị chốt giùm em là mai hồng kèm size số 1, 40 đến 50 kg, vừa 50 kg, cao trên 1m55 giùm em, chốt mã mai hồng cho em nha. Mai hồng nha mấy chị ơi. Mai hồng giùm em mấy chị đẹp. Trơn màu tím môn số 1, hai cái màu đen chị Diệp Thảo. Áo trơn em không có màu tím môn mà em có màu tím Huế á chị. Màu tím Huế rất là đẹp luôn nè. Em lấy chị cái tím Huế được không? Này các tường, cái màu tím Huế này rất là đẹp luôn. Nãy em đi xem em lấy cái màu này rất đẹp nè. Tím Huế. Em lấy chị Diệp Thảo cái tím Huế này được không chị? Tím môn em hơi tím môn là em chỉ có cái áo hotel thôi. Áo màu trơn em có màu này là màu tím Huế nha. Rồi còn đúng một cái số 1, chị Diệp Thảo có chốt thì chốt thì em là tím Huế số 1 kèm số điện thoại nha chị. Lên giùm em tím Huế 1 kèm số điện thoại giùm em nha. Chất của nó là mọi người coi dạng cực kỳ. Rồi lên giùm em mã tím Huế 1 nha chị Diệp Thảo. Tím em còn cái tông này là tím Huế size số 1. Tím Huế size 1. Rồi cái tím này là tím đậm hơn cái màu tím Huế một xíu, rồi em còn hai màu tím nữa thôi. Rồi em còn cái tím này nó đậm hơn cái tím đó, thì cái này là chốt giùm em là tím đậm. Đó, cái này thì chốt giùm em là tím đậm nha. Tím hồi nãy tím Huế nó tươi hơn một xíu, còn cái này là tím đậm, cũng còn size số 1 luôn. Không chị Lan Trần ơi, tím thì em cũng còn size số 1 à. Rồi ok. Vậy chị Thảo lên số điện thoại giùm em đi chị Thảo ơi. Một áo tím, hai cái quần đen số 2. Rồi ok chị Diệp Thảo. Hai quần đen số 2. Lên số điện thoại giùm em nha. Rồi áo bông mọi người ơi, lên giúp em mã này mã mai hồng, em còn size số 1. Chốt mã mai hồng size 1 giùm em nha. Tay lỡ.
Rồi mã này lên giúp em là mã hoa tím, em còn size 1 và size 2. Chị Kim Trung Nguyên ơi, tím Huế em còn cái số 1. Vậy là đổi cái đen lấy cái tím Huế này đúng không? Không, cái tím Huế đó, cái số 1 hết rồi. Cái tím này nó hơi hồng hồng một xíu này chị ơi, nó khác nha. Cái tím Huế đó khách chốt rồi nha chị. Tím Huế đó khách chốt rồi nha chị Kim Trung Nguyễn ơi. Em còn cái tím này nè. Cái này là tím gì không biết nữa. Đó. Nó hơi hồng hồng một xíu. Chị Hạnh Mùi cho thêm một cái tím gà số mấy với số mấy chị? Số 5 tím gà, số 5 em hết luôn rồi. Tím gà em còn size 1, 2, 3 à chị Hạnh Mùi ơi, hết số 5 rồi chị. Chị Kim Trung Nguyên ơi chị, rồi áo tím Huế em hết rồi nha chị. Còn cái em chốt cho khách rồi. Ừ, mã này lên mã hoa tím giùm em size 1, size 2. Mã hoa tím này em còn size 1 và size 2 nha. Rồi chị nào thích này chốt cho em hoa tím size 1, size 2. Chị Kim Trung Nguyên ơi, đổi cái tiếng khác cho chị được không? Tiếng Huế em hết rồi nha. Rồi mã này mấy chị lên giùm em là mã hoa hồng. Chị Hạnh Bùi ơi, tiếng cà số 5 hết rồi chị. Còn cứ 1, 2, 3 à. Em lấy chị thêm một cái 3 được không? Số 5 em hết rồi. Em lấy chị cái 3 được không? Rồi ok chị Kim Trung Nguyên, vậy em đổi cho chị cái tím này nha. Cái này không phải là tím Huế. Tím Huế hết rồi, em lấy chị cái tím nó hơi lệch màu một xíu. Rồi vậy em đổi chị này, bỏ cái đen ra đúng không? Ok chị nha. Kim Trung Nguyên. Rồi bỏ cái đen ra. Chị Giang Cẩm cho một áo tím hoa cà 1m673kg. Tím hoa cà 1m673kg em hết rồi chị Giang Cẩm. Em lấy cho chị cái tím lục bình được không? Em lấy cho chị cái tím này được không? Ok, vậy em bỏ một cái số 3 cho chị Mạnh Mùi nha. Em lấy cái tím gà số 3 cho chị Mạnh Mùi. Rồi, em chốt tím gà 3 cho chị Mạnh Mùi. Em không có đi ship mọi người ơi. Trời ơi, mình mua ở trên mạng, mình mua online, tiền ship mình trả cho shipper rồi hàng người ta gửi tới tận nơi cho mình có 30 ngàn rồi, giống như mình trả phí, mình không có đi đâu hết nha mấy chị. Ở nhà nhận hàng thôi trả phí. Em không có miễn ship nha mọi người. Chị gì đó, chị Giang Cẩm ơi, em còn cái tím này size 5 nè. Chị Kim Trung Nguyên ơi, xuống like là chiều 2 giờ rưỡi em bắt đầu em gọi điện trực tiếp, em chốt đơn luôn nha, em không chốt qua tin nhắn. Chị nào có cho địa chỉ thì cứ inbox địa chỉ qua cho em trước. Rồi em gọi điện em chốt đơn nha, em gọi điện thoại nghe máy thì em mới đi hàng, không có nghe máy thì em không có gửi hàng cho mấy chị. Không nghe điện thoại là em không có gửi hàng đâu nha, trừ khách quen thôi. Rồi em còn cái tím này là tím lục bình size số 5, chị Giang Cẩm có chốt cái này thì ok, kèm số điện thoại giùm em nha chị nha. Tím hoa cà em hết size 5 rồi nha. Tím này nó nhạt hơn cái tím hoa cà một xíu. Những cái màu lên với quần đen rất là đẹp luôn, đây hơn. Đó. Rồi cái này lên giúp em là tím hoa lục bình đó nha mọi người. Chốt mã tím lục bình giùm em nha. Chị Giang Cẩm có lấy áo này thì ok, kèm số điện thoại lên cho em nha chị. Tím cà em hết size 5 rồi nha chị đẹp. Rồi em lên tiếp nha mọi người. Rồi cái bông này là tay dài. Bông này tay dài cho em nha. Cái chất của nó co giãn 4 chiều mấy chị ơi. Cái áo bông chất nó là thun chéo thái cho em nha. Rồi mã này lên giùm em mã đen tím. Em còn size 1 với size 2. Lên giùm em mã đen tím size 1, size 2 nha mấy chị đẹp ơi. Đen tím kèm size 1, 2 giùm em nha.
Rồi lên cho em mã đen tím size 1, size 2, mã đen tím. Đen tím size 1, 2. Mã này lên giúp em mã đỏ size số 1. Chốt cho em đỏ 1. Em đang lên là áo bông 70 ngàn một áo nha. Rồi lên mã đỏ 1 giùm em. Chốt cho em mã đỏ size số 1 ha. Chốt đỏ 1. Mã đỏ size 1. Rồi em lên tím mã này, các chị chốt cho em là tím vàng, em còn size 1 với size 5. Chốt cho em mã tím vàng size 1 và size 5 mọi người nha. Tím vàng size 1, size 5 giùm em nha, nền tím lên cái hoa màu vàng. Tay dài. Rồi chị nào thích cái áo này lên giúp em là mã tím vàng size 1, size 5. Tím vàng kèm size 1, 5 giùm em. Tím vàng size 1, size 5. Các chị còn xem like, chấm bài, tương tác lên giúp em mấy chị đẹp. Trời ơi, nó ẩn comment với chị. Ok, tím lục bình em chốt cho chị Giang Cẩm nè. Trời ơi, em ra vô mới thấy nè. Tím lục bình em chốt chị Giang Cẩm. Một áo đen bông thêu 62 kg 1m56. Rồi một áo đen bông thêu size số 4 em chốt cho chị Giang Cẩm nha. Áo đen bông thêu size số 4 em chốt chị Giang Cẩm. Rồi đen bông thêu size số 4 em chốt chị Giang Cẩm nha. Đen bông thêu size số 4. Thank you.
mấy chị. Ok, chị kim chung nguyễn nha, hoa hồng vàng kèm size 1, 2, 4, 5 mã hoa hồng vàng. Rồi mã này mấy chị lên giùm em là mã hoa hồng, em còn size 2, size 4 và size 5. Chốt cho em mã hoa hồng. Cái này lên cái hoa hồng màu vàng, cái này lên cái hoa màu hồng luôn. Chốt cho em mã hoa hồng size 2, 4, 5. Rồi lên giùm em mã hoa hồng 2, 4, 5 nha mấy chị. Hoa hồng size 2, size 4, size 5 giùm em. Rồi mã này các chị lên giùm em là mã hồng trắng, em còn size số 1. Chốt cho em mã hồng trắng size số 1 mọi người nha. Hồng trắng size 1 giùm em ha. Rồi chị nào thích áo này lên giúp em mã hồng trắng size 1. Hồng trắng số 1 nha mấy chị. Chốt theo mã giùm em nha, em đọc cái mã nào mấy chị chốt mã đó giùm em ha. Rồi vàng xanh em còn size số 1 luôn. Chị nào vừa chốt cho em mã vàng xanh size 1 luôn nha. Vàng xanh size số 1 giùm em. Lên nhanh nha mọi người. Rồi cái này em chốt cho chị Thu Nguyễn. Rồi mấy chị đẹp ơi em xuống like nha. Chị nào có đơn chiều em gọi điện chốt đơn nhớ nghe điện thoại giùm em nha mấy chị đẹp. Em xuống like mọi người nha. Bye bye các chị đẹp. Nhầm số rồi chị ơi. Tên gì chị nói em tên gì? Họ và tên thử coi. Không đúng. Xíu sớp gặp gì đâu gì trời. Em nha mấy chị ơi, vô lại nha, em sẽ đồng giá 35.000 nha. Rồi hello các chị đẹp, em chào chị Như Nguyễn, chào em Thúy nha. Rồi lên lại giùm em đồng giá xả hết 35.000 nha các chị đẹp. Chị đẹp ơi, ship từ 3 sản phẩm giùm em. Nhớ là chia sẻ like nha, chị nào không chia sẻ like là không có được chốt 35.000 nha các chị. Không chia sẻ like là không được chốt 35.000 đâu nha. Đi đơn từ 3 sản phẩm giùm em và phí ship toàn quốc 30.000. Rồi em chào chị Lê nha. Rồi chị đẹp nào thích mẫu đầm như em đang mặc có thể chốt hàng giùm em nha. Chia sẻ like giùm em 2 lần về trang cá nhân và 3 đến 5 lần lên các hội nhóm chợ nha mọi người. Rồi mẫu như em mặc nha các chị đẹp ơi. Size form cho các chị là 55kg trở lại mặt vừa ha. 55kg trở lại mặt vừa giùm em. 55kg phải cao trên 1m55 nha các chị. Rồi chị nào thích cái đen em mặc chốt cho em mã đen ha. Chốt đen giùm em nha. Cái kiểu này là kiểu đầm chữ A nha mọi người ơi. Đầm chữ A ở trên ôm ở dưới xè nha. Rồi em có màu đen, chị đẹp nào thích đen chốt đen giùm em đồng giá 35.000 nha. Rồi em có màu trắng, chị đẹp nào thích màu này lên giùm em màu trắng. Màu trắng giùm em vải nó là vải KT nha các chị. KT rất là mềm mịn luôn ha. Cái này là em xả kho nha mọi người. Chị bán cho chị đẹp nào mình chia sẻ like. Chị nào mình chưa chia sẻ like thì chia sẻ like lên giùm em.
Rồi em có màu trắng. Chị Đạt nào thích chốt cho em mã trắng nha. Trắng giùm em. Rồi màu đen, màu trắng nè, em có màu đen, màu trắng. Chị đẹp nào thích màu nào chốt màu đó là giúp em nha, đồng giá 35.000. Em chào chị Diễm Trần nha. Rồi, lên tiếp màu hồng nhạt. Chị đẹp nào thích màu này lên giúp em mã hồng nhạt. Hồng nhạt giùm em, mẫu cho em mặc cái này là đầm suông nha, nó ba bèo hai tầng như thế này nha các chị. 55kg trở về là bao vừa giùm em. 55kg phải cao, trên 1m55 nha, dưới 1m55 thì 53kg trở lại cho em thôi ha. Rồi lên giúp em mã này mã hồng, màu hồng nha, mẫu cho em mặc nha các chị đẹp. Hồng nhạt. Rồi em có hồng nhạt, chị nào thích chốt hồng nhạt giùm em nè. Em chào chị Thu Thảo. Mọi người ơi chia sẻ like lên giúp em nha. Rồi màu xanh, chế đẹp nào thích chốt cho em xanh. Mã xanh lên giùm em nha, đẹp chưa? Rồi cái này mặc á, đi chơi, đi cà phê thật thoải mái lắm mấy chị. Ở nhà cũng rất là thoải mái như em mặc này, dễ thương lắm luôn. Hả? Chỉ có 35.000 thôi. Rồi chị đẹp nào thích cái này lên giúp em màu xanh nha. Mã xanh, còn 5 màu thôi các chị. Trắng, đen, hồng nhạt, hồng đậm và xanh. Trắng, đen, hồng nhạt, hồng đậm và xanh nha. Rồi trống trắng đen hồng nhạt hồng đậm và xanh 53kg trở lại vừa, cao của trên 1m55 thì 55kg nha các chị đẹp. Đồng giá 35.000 nha chị Ốc Tiêu ơi. Chị Thu Thảo hàng mới chưa về chị ơi, hàng mới là hàng gì chị, hàng đồ bà ba hả chị? Chưa chị ơi, đồ bà ba của tuần tới em mới về lại thêm nha. Rồi em có hồng nhạt hồng đậm, màu xanh, màu trắng và màu đen, 35.000 đồng giá. Chị đẹp nào chốt cái nào thì chốt màu kèm số điện thoại lên giùm em nha. Màu kèm số điện thoại lên giùm em. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Chỉ có 35.000 một chiếc vải ca tê rất là mềm nha các chị. Vải ca tê rất là mềm luôn. Chị áp dụng cho chị đẹp nào chia sẻ like thôi nha. Rồi chị Diễm Trần xanh. Chị Diễm Trần chốt hàng lên số điện thoại giúp em chị đẹp. Cái này là đầm suông mà chị, cái này đầm chữ A mà, đầm mặt rộng thoải mái, đâu phải body đâu mà ôm chị đẹp. Đâu phải body đâu chị. Cái này không phải body nha chị ơi, cái này là đầm suông chữ A nha chứ đẹp gái ơi, không phải là đầm ôm, không phải đầm ôm như vậy nha chị. Cái này là mặt ở trên ngực mình ôm, còn ở dưới nó xè nha, dạng bánh bèo nha chị ơi. Hả? Chứ không phải là đầm ôm nha chứ đẹp. Cái này mà chị nào mà bầu bì 4-5 tháng mà mình mặc được luôn nè. Không phải là đầm ôm nha. Nhớ giùm em cái này là đầm suông chữ A nha mọi người ơi. Đầm suông chữ A. Rồi chị Diễm Trần. Chị Diễm Trần chốt lên số điện thoại giùm em nha chị Diễm Trần ơi. Trời ơi 35.000 một chiếc hả mọi người. Đây mẫu cho em mặc nha. Quá đẹp luôn. Rồi ai chốt mà không có số điện thoại là em không chốt đâu nha. Em chốt cho chị nào có số điện thoại hoặc là khách cũ có số điện thoại trước em chốt nha. Để chiều em ra lấy, em ở trong khu 51 hả? Em ơi chị bán là 3 sản phẩm chị mới bán nha. Em lấy một cái là chị không bán đâu. Tại cái này chị xả kho. Ok em chốt cho chị Như Nguyễn một cái hồng, một cái xanh nè. Chị Như Nguyễn. Cái này em xả kho một sản phẩm chị không có bán nha Diễm Trần ơi, từ 3 sản phẩm trở lên nha. Một cái hồng, một cái xanh, ok chị Như Nguyễn. Rồi chị Lê Nga. Rồi em còn 3 chiếc thôi à chị Lê Nga. Hồng, đen, trắng và hồng chị lấy luôn nha chị Lê Nga. Hết xanh rồi chị đẹp. Đây em còn 3 chiếc đen, trắng và hồng như em mặc nha. Dễ thương lắm luôn. Đó chị Lê Nga lấy luôn 3 chiếc này đi chị đẹp. Chị Lê Nga ơi, còn một cái hồng nha chị đẹp ơi. Cái này là 55kg phải cao trên 1m55 nha chị Lê Nga. Vừa không, dưới 1m55 là 53kg thôi. Có vừa thì ok giùm em, chứ hàng này em sale là em không có đổi trả nha chị. Có đầm dài qua gối nha Như Ý Lê ơi, có đầm dài qua gối. Rồi ok em chốt 3 cái này cho chị Lê Nga nha. 55kg phải cao trên 1m55 nha chị đẹp.
Không có quần đùa nha Diễm Trần ơi. Rồi ok em chốt này chị Lê nha. Một trắng, một đen, một hồng nha chị đẹp. Đồng giá 35 ngàn hết nha mọi người ơi. Em xả kho nha. Chị bán cho chị đẹp nào chia sẻ like thôi. Rồi em lên cái đầm này còn xuất sắc hơn nữa nè mọi người. Ok chị Lê Nga. Chị Lê Nga nãy có số điện thoại cho ta. Rồi ok chị Lê Nga nha. Rồi em lên mẫu tiếp nè. Bộ đùa nha các chị. Bộ đùa 35 ngàn luôn nha. Rồi bộ đùi 35 ngàn luôn, 57kg trở lại vừa. Vải cà tím rất là mềm luôn. Rồi em còn một màu đỏ đô. Cái mẫu này em còn một bộ đỏ đô và một bộ màu vàng nha các chị. Đỏ đô vàng, chốt đỏ đô vàng giùm em. Bộ đùi 57kg trở lại vừa nha. Chị nào cao 1m6 là 60kg vừa luôn. Dễ thương chưa? Rồi lên em. Rồi mẫu em mặc nha, chốt cho em đỏ, xanh và vàng nha. Em còn 3 bộ đỏ, xanh, vàng. Chị đẹp nào thích bộ nào chốt màu đó giùm em nha. Thích màu nào chốt màu đó giùm em nè. Đỏ, xanh, vàng nha các chị đẹp. Rồi cái em mặc là đỏ đô nha. Đồng giá 35 ngàn hết giùm em. Dễ thương lắm mọi người ơi. Mặc nhà bao xinh luôn, bao xinh luôn nha. Rồi đỏ đô, vàng, xanh nè. Chị nào thích bộ này chốt giùm em đỏ đô, vàng, xanh giùm em. Đây không mấy chị. Rồi em còn 3 bộ 3 màu nha. Đỏ đô vàng xanh đồng giá 35 ngàn cho em luôn. Ở chị đẹp nào thích mẫu này chốt cho em nè. Đỏ đô vàng xanh. Đây nha mọi người, vải nó KT nha. Rồi đỏ đô vàng xanh lên giúp em. 57kg trở lại mặt đẹp. Chị nào mà mặt 1m58 đến 1m6 là 60kg vừa. Rồi lên đỏ đô vàng xanh giùm em nha.